Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Ân Rời Cầu đây rồi, đã trở lại với những tình huống sâu cay nhưng lắng đọng, những câu chuyện hài hước và bất ngờ. Hơn 60 nghệ sĩ khách mời nổi tiếng cùng với những trưởng phòng Trấn Thành, Trường Giang, Tự Long, Hồng Đào và giám khảo Hoài Linh. Hãy thả chặt cuối tuần cùng Ân Rời Cầu đây rồi. Quý vị khán giả đến với chương trình Ân Rời Cầu đây rồi. Hãy cùng chào đón người dẫn chương trình, danh hài Xuân Bắc. Xin chào mừng quý vị và tất cả các bạn đến với chương trình Ân Rời Cầu đây rồi. Ân Rời Cầu đây rồi. Thank God you are here. Chương trình được đồng hành bởi Tôn Đông Á. Thưa quý vị và tất cả các bạn, mở đầu chương trình luôn luôn là những màn vũ điệu rất là đẹp. Anh cho mấy bạn ngưng chùi đi, để mấy bạn vô chứ bị anh sợ mỏi tay. Anh đứng đây anh chùi cùng. Riêng nghệ sĩ Trấn Thành thì nhìn các vũ công nhảy từ phía sau mà cứ người cứ bứt rứt không yên. Ten 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 ten. Không vấn đề gì, càng có điều kiện để tôi nói xấu. Một tràng vỗ tay cho những vũ công của chúng ta, thưa quý vị. Bây giờ đến lượt tôi hỏi đây. Vậy thì Trấn Thành, nhìn các bạn múa có thèm được thể hiện không? Vậy thì anh biết là đó, mùa 1, mùa 2 là được múa, mùa này không được múa. Tại vì là mùa 1, mùa 2 múa mệt quá. Rồi một lát vô tới phiên cái phòng của mình, quên kịch bản luôn lắm. Bây giờ cảm ơn các bạn vũ công rất là nhiều. Năm nay đầu tiên chị tham gia, ngoài cái khả năng mà tất cả mọi người đã biết về biểu diễn hài rồi, thì về múa thì chị thiên về cái loại gì chị nào? Tại vì ngày xưa trong trường thì chị cũng có múa dân gian, múa dân gian cuộn ngón, rồi cũng có múa ba lê. Và chị tham gia một số chương trình thì chị cũng đã từng được nhảy múa. Thì cái việc tập trung như thế thì nó cũng làm giảm một số năng lực đi để mà tập trung cho những cái phần sắp tới. Cho nên cái việc mà để vũ công múa vừa xinh đẹp và vừa gợi thèm cho Xuân Bắc nữa như thế thì chị nghĩ là cái điều đó là điều tốt, rất tốt. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chàng vỗ tay ủng hộ, động viên tất cả các trưởng phòng để họ đi vào chuẩn bị cho phần của mình. Xin cảm ơn. Thưa quý vị và tất cả các bạn, đến với chương trình Ân Rời Cậu đây rồi. Không khác gì một trò chơi hóa thân nhập vai chính xác 100%. Bởi lẽ họ sẽ không biết họ vào vai gì, họ trong hoàn cảnh nào. Và điều quan trọng là họ phải vận dụng toàn bộ khả năng của họ với trí thông minh, sự hài hước để vượt qua những tình huống mà trưởng phòng đưa ra, đem lại tiếng cười cho quý vị khán giả. Bao giờ cũng thế, đến với mỗi chương trình chúng ta luôn có 4 khách mời. Và bây giờ một tràng vỗ tay để chúng ta cùng chào đón 4 khách mời trong chương trình hôm nay.
Uka, Nhan Phúc Huy, Diệu Nhi và Minh Du. Thưa quý vị, đây chính là bốn khách mời trong chương trình hôm nay. Tôi xin hỏi người đầu tiên đó chính là Diệu Nhi. Con vật yêu thích của em nuôi ở nhà là con gì? Dạ, con chó. Hàng xóm của em có nuôi mèo không? Dạ có, nhà đối diện em có nuôi mèo. Lần sau em cẩn thận, bởi vì mèo hàng xóm nó sang nhà em và nó cào rách hết cả quần rồi. Dạ, tại vì hồi nãy là nó kính đều, rồi mấy anh mấy chị kia đi quay này quay kia, ngồi lên ngồi xuống cái nó rách từ từ hết chứ. Chứ không phải do mèo hả? Tôi bị nhầm. Puka, gần nhà em có ông thợ may nào không? Dạ không à. Cái bộ này là nó dài, nó quấn tới đây nè, rồi em tự cắt xén cho nó táo bạo. Mọi người thấy táo bạo chưa? Còn Minh Sủ, thế mạnh của bạn là gì? Dạ, mua lửa. Thưa quý vị và các bạn, với khả năng múa lửa thì vào thời điểm này tôi xác định có hai người. Một là Minh Sù, hai là Trấn Thành. Dạ, cho em xin phép em đính chính là hồi xưa là tóc em dài dữ lắm. Vì múa lửa mà em bị cái tóc ngắn lên từ từ cho nên bỏ nghề múa lửa. Dạ, dạ em xin cảm ơn anh. Không vào phòng Trấn Thành. Dạ, không vào phòng Trấn Thành. Nhất định kiểu gì không vào phòng Trấn Thành. Thưa quý vị, điều quan trọng ấy là cái người đầu tiên mở cửa phòng đầu tiên là ai. Và đầu xuôi đuôi lọt thường chúng tôi phải lựa chọn những người với tiêu chí như sau. Một là người có kinh nghiệm, hai phải là người lần đầu tiên tham gia, ba là người mới vào nghề, bốn ý, là người không có kinh nghiệm về sân khấu mà chỉ có kinh nghiệm về hát hoặc là sáng tác, năm ý, là người rất lo lắng, sáu là người rất tự tin. Với tiêu chí như thế để mời người đầu tiên vào phòng đầu tiên, người đầu tiên đó chính là Puka. Xin mời Puka vào trong để chuẩn bị cho phần của mình. Các bạn thân mến, các bạn sẽ mở cửa phòng vào, phát huy hết nội lực của mình để giành chiếc cúp của chương trình. Đây là chiếc cúp của chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Phúc Vinh thấy thế nào? Rất là đẹp. Và các trưởng phòng thì năm nay lên tay rồi và chịu chơi khó thí sinh. Vinh nghĩ thì nếu mà được cái cúp này thì chắc là phải chịu khó cho họ chơi. Em cầm thử, em muốn nhận cúp này không? Dạ, cho em hỏi ngoài cúp ra mình có còn tiền thưởng nữa không ạ? Tại vì chiếc cúp này em muốn dành cho em nhưng mà còn tiền em muốn dành cho mẹ. Thưa quý vị, người chơi có thể có hai lựa chọn, hoặc là nhận cúp, hai là quy cúp thành tiền. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng tạm thời chia tay với các khách mời để họ chuẩn bị cho phần thi của mình. Thưa quý vị, đến với căn phòng thứ 5, trưởng phòng cũng chính là giám khảo của chúng ta. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay cho giám khảo Hoài Linh. Một người rất công tâm nhưng cũng luôn rất là lo lắng, bởi vì không biết đánh giá của mình ấy, nó có thực sự chính xác hay không. Bởi trên sân khấu toàn là đồng nghiệp, em út, những người đã từng cộng tác. Anh có lo lắng cái điều này không ạ? Anh không lo. Anh chỉ lo cho Diệu Nhi. Mà thấy cổ cũng rất tự tin cho nên giờ anh khỏe rồi. Hy vọng là bốn người bốn màu khác nhau sẽ đem lại cho quý vị khán giả bốn cái cảm xúc khác nhau. Vâng, thưa quý vị, các bạn ấy sẽ vượt qua được thử thách của bốn vị trưởng phòng và tôi cũng tin như vậy. Bây giờ là lúc xin mời anh Hoài Linh sẽ thử chuông. Chuông đã sẵn sàng và bây giờ là lúc chúng ta cùng đến với căn phòng đầu tiên. Nhưng trước hết chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Và đương nhiên, Puka, người chơi ở vị trí đầu tiên trong căn phòng đầu tiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng trước hết chúng ta cùng xem vị khách mời này đang chuẩn bị chương trình như thế nào. Mình tên là Puka và mình đang là diễn viên của sân khấu Cảnh Thế Giới Trẻ. Hai mùa trước thì Puka tham gia với vai trò là hỗ trợ cho những trưởng phòng để thử thách các khách mời. Còn mùa này thì Puka tham gia với vị trí là khách mời. Thì nói chung là tham gia vị trí nào thì nó cũng rung và hồi hộp như nhau cả. Khi tham gia với vai trò là mình là một người hỗ trợ cho trưởng phòng thì cái cảm giác nó sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, tại vì mình đã biết trước được cái đường dây nó sẽ đi như thế nào. Còn bây giờ với vị trí là khách mời thì mình chưa biết gì cả, trong đầu mình bây giờ là trống rỗng, hoang mang. Về anh Trấn Thành, anh Tự Long và anh Trường Giang thì ba người đó là cũng quá quen rồi. Còn nếu mà bây giờ mình thấy Puka vô trong phòng của chị Hồng Đào thì Puka sợ lắm. Puka chưa có dịp để
tiếp xúc với chị và cũng như là Martina để diễn với chị. Hai mùa Vuka hỗ trợ đó. Nói chung là có rất là nhiều phòng Vuka cảm thấy rất là thích. Mà nhớ nhất đó là phòng của anh Trấn Thành, Vuka diễn vai một người con gái. Hỏi là ông ta bà ngoại là tại sao chồng tôi ngoại tình, tôi không được hạnh phúc. Tiết mục đó thì rất là vui và đem lại rất là nhiều tiếng cười cho khán giả. Bây giờ sắp ra ngoài đó rồi thì tinh thần thì rất là bình thường, nhưng mà trong đầu thì rất là hoang mang và trống rỗng, không có gì trong đầu hết. Thật sự chỉ muốn đi về nhà thôi. Giờ là lúc chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay cho Vuka. Xin mời. Xin lỗi Vuka, là tại vì bạn hào hứng quá, bạn lao vút ra và tôi lại chưa kịp quay lại. Về nguyên tắc là bạn chỉ được đứng ở cái vạch này thôi. Anh không cản là em nhào xuống tới anh Linh chứ. Có vẻ cũng rất là tự tin đây này. Không biết nữa. Không có cái gì. Lao vút ra, đạp bằng mọi gian nguy. Không có tính lao vút ra là chạy qua mặt anh Linh đi về nhà luôn á. Sao lại thế? Tại vì em rất là sợ, em hồi hộp quá. Bạn ngại nhất là ai? Dạ ai em cũng ngại hết. Nếu mà ngại nhất luôn á là em ngại anh Thành. Tôi không hiểu là cái tay Trấn Thành ấy sống thế nào mà để ai cũng ngại. Bạn hãy kể ra 3 đặc điểm đáng ngại ở Trấn Thành cho tôi. Dạ anh Thành quá ngại, đáng ngại và rất ngại. Thưa quý vị, nói chuyện với Vuka ở bên ngoài cửa của căn phòng, chưa bao giờ tôi lại muốn mình làm trưởng phòng đến như vậy. Và tôi tin rằng cái người ở trong phòng này cũng đang mong muốn để gặp bạn. Ai ở trong? Ai à, tôi nói luôn nhá. Dạ. Trấn Thành. Mời bạn, đi mạnh giỏi nhé. Dạ, chào anh. Sao đa năng Vuka của tôi đây rồi? Anh là quản lý của em nè, Sebastian Nguyễn nè. Anh là Sebastian Nguyễn. Anh không có làm cái gì mà vay mượn của ai mà phải đi tri ân người ta nha cưng nha. Sebastian. Dạ anh, cái tên gì anh tên, nhưng anh là quản lý của em. Em là chủ nhân của anh, cho nên em muốn đổi anh tên Tỉnh. Tỉnh cho dễ kêu. Tỉnh. Dạ. Cái này nó là từ tượng thanh đó thì nó hơi sai về mặt khoa học. Lâu lâu mình đứng ở một cái nơi đông người như thang máy chẳng hạn. Dạ. Cái tự nhiên mình nghe âm thanh tỉnh. Nghe cái tên nó kỳ kỳ sao à? Thôi vậy thôi em sẽ đổi tên cho anh. Cái tên khác đi chứ. Anh tên là Tuấn. Cái âm thanh này rõ hơn âm thanh nãy nè. Có cái nào mà nghe nó thoáng hơn em? Fresh air. Anh tên là Bọc. Anh Bợp. Chào anh Bợp. Ừ, nghe muốn bợp tay ghê. Ok, Sebastian Bợp xin chào em. Anh bỏ cái vế đầu đi, em muốn anh tên Bợp thôi. Chủ quyền của anh, anh là quản lý của em. Và live show sắp tới rồi, em phải chuẩn bị cho nó. Khán giả em đi đông lắm, 15.000 người ngoài sân vận động em biết không? Mà em đứng trên sân khấu em làm cái gì? Em là ngôi sao đa di năng, em làm được tất cả mọi thứ. Bây giờ anh sẽ luyện từng phần cho em. Phóng ra là nói, phóng ra là hát, phóng ra là diễn, một mình em làm hết. Dạ. Anh phải đẩy em lên là ngôi sao nha. Dạ. Bây giờ mình làm MC trước. Dạ. Ra đi mình giới thiệu khán giả nha, chuẩn bị. Tôi xin trân trọng giới thiệu. Hay quá. Tôi quá là trân trọng rồi nhưng tôi không biết giới thiệu gì hết. Mình bỏ qua MC đi, anh sẽ mướn MC Xuân Bắc để thế cho em. Bây giờ, ca nhạc. Ôi, sở trường của em nè. Anh biết làm hát tốt lắm, em thích bài nào? Ôi, bài nào em cũng thích. Hát bạn cứ đi nha. Ôi, chơi. Ok. Rồi, chơi. Mà bây giờ nếu anh cứ đi mà hát bình thường là đâu có chơi lẫn Harry Won. Cái con đó nó hát cái gì? Mấy cái con đó là phải tiêu diệt. Tiêu diệt? Dạ. Yeah. Anh hợp sức với em dập cho nó chết. Yeah. Em dập cho nó chết. Yeah. Em nghĩ em còn yên hả? Chỉ cho ai làm gì em mà em không yên được nè. Hả? Ai làm gì em? Anh nói vậy thôi. Chứ đâu có ai làm gì được em. Bây giờ em phải hát bài Anh Cứ Đi Đi theo điệu jazz. Thiên ơi là thế. Đôi khi là mệt ngô nghe. Thôi liền luôn đi. Mệt quá. Em ca như là cá đớp móng vậy, không có cách nào. Thôi bỏ bài này đi. Bây giờ cái phần âm nhạc
mình kết hợp đi. Diễn xuất, mình làm nhạc kịch. Mình sẽ diễn trích đoạn Thanh Xà Bạch Xà. Em Bạch Xà nha. Dạ, anh cho. Hứa Tiên. Chào Tiên. Chào ca. Rồi, bây giờ đang đi hái thuốc là em bay xuống, em xà xuống, em quyến rũ nha. Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây và sau đây trích đoạn Thanh Xà Bạch Xà bắt đầu. Quyến rũ chứ phải đe dọa. Trước hết là mình phải giới thiệu cái nhân vật của mình. Mình làm như vậy để tao biết mình là con rắn nè. Con này là con voi. Con rắn nhẹ nhàng thôi. Em đừng làm cho chàng trai hoảng sợ. Dạ. Không thôi chàng trai sẽ bỏ chạy. Dạ, em làm lại. Bỏ chạy hết kịch diễn cái gì. Làm lại. Diễn lợn đi. Dạ. Mệt quá mà. Trời ơi, hai lá thì ghê không vậy. Đúng rồi. Này hỡi chàng trai. Chàng trai à. Chàng trai ơi. Ôi. Chàng trai có biết ta là ai không? Đàn là một người con gái vô cùng xinh đẹp. Không, em là con rắn. Hả? Nhưng em rất yêu chàng. Hả? À, cha. Yêu nghiệt phương nào? Ngươi có phải là cuốn chiếu tinh không? Ta đây là tinh tinh. À. Ngươi là yêu quái đã tu luyện thành người. Người quyến rũ chàng trai đó. Theo luật thì người và yêu không thể đến với nhau. Không không, chúng tôi yêu nhau thật lòng mà. Tôi làm ơn đi, đừng chiến thắng tụi tôi. Làm im ơn đi. Tôi. Hãy buông Hứa Tiên ra. Trời ơi. Em ơi, ơi. Có đau bụng không? Đi uống thuốc đi. Cảm xúc rặn giữa bay. Anh thất vọng quá. Cái ngày diễn cận kề rồi, tập tành không có ra gì hết trơn. Em coi kìa, không có một diễn viên nào diễn được với em hết trơn. Tại nó diễn không được chứ phải tại em đâu. Em mà biết nữa cái showbiz đã loại em ra rồi. Anh đang rất là khó chịu. Tại vì sao? Một cái live show lớn như vậy mà tập 3 năm trời rồi em tập chưa xong. Ra diễn có 3 tiếng, tập 3 năm mà diễn sai hoài hả? Tiền bạc anh rót được cái live show này chết rồi. Nghĩ ra cách giải quyết liền giùm anh. Nếu em diễn quá tệ như vậy thì phải làm sao? Quỷ đây xô. Dẹp luôn. Không được Bục à. Quỷ live show chúng ta phải đền tiền cho nhãn hàng tài trợ. Cái live show này là ai làm nè? Anh với em Hùng. Bây giờ em gãy là anh gãy luôn. Làm ơn suy nghĩ liền cái cách giải quyết giùm anh. Bây giờ mình phải làm sao nè? Mình phải tập lại đi nè. Em thề với anh em làm được. Không em còn thề. Niềm tin. Điện thoại reo không có gì hết. Alo. Tại sao bạn trai em lại biết số điện thoại của anh? Ủa em có bạn trai luôn hả? Có, nó mới gọi nó chửi anh. Nó chửi anh cái gì? Nó nói anh bóc lột sức lao động của em, bắt em luyện tập ngày đêm không gặp được nó. Nó nói nó tới đây bây giờ. Tại sao em cho cái số điện thoại của anh cho nó? Anh là quản lý của em, mà bạn trai của em là người thân cận với em. Thì dĩ nhiên phải biết số điện thoại của anh rồi, chuyện đó là chuyện đơn giản mà. Đúng không? Trời ơi. Cái gì vậy? Phôi em. Em yêu anh mà em... Cô ấy là thuộc quyền sở hữu của tôi. Cô ấy là ca sĩ của công ty tôi. Và live show này phải được thực hiện. Bạn nên về để dành thời gian cho cô ấy làm việc. Ok. Anh à, tôi không cần biết. Cô chính là người yêu của tôi. Hôm nay tôi tới để dành lại tình yêu của mình. Em ơi chia tay đi. Anh à, không làm việc được. Anh à, anh có yêu em không? Anh yêu em. Anh yêu em nhiều không? Nhiều. Vậy thì anh bỏ tiền anh đòi live show đi, em về với anh. Đúng. Đơn giản em sẽ về với anh, em sẽ thuộc về anh. Em mà bây giờ phải có tiền thì em mới thuộc về anh hả? Không trước phải. Trước đó anh không có tiền, em vẫn bên cạnh anh mà. Cái chuyện trước đó là cái chuyện trước đó. Còn cái chuyện hiện tại bây giờ là em bị cái thằng quản lý này nè. Cái gì? Bị cái... Em. Anh quản lý này nè. Anh với em là một. Dạ. Em nghịch anh là em khó sống đó nha. Em đã nhớ sự nghiệp của em nằm trong tay anh. Anh bóp là em chết, buông ra là em thở ngồi ngóp. Đừng giỡn mặt.
Anh muốn em chia tay cái thằng này. Quá rườm rà. Anh à, nghe em nói nè. Thật lòng em chẳng biết phải làm sao. Phải hiểu cho em bởi chưa hiểu chưa chọn. Vì gia cảnh nên em phải phụ tình anh. Lấy người giàu sang ta xa rời từ đây. Em mới hát hả? Ù nó không vô một nốt luôn á. Ca mà không biết cái bài tên gì luôn á. Em ơi, người ta chọn rồi. Đi về. Em yêu nghề là em từ bỏ gia đình, từ bỏ tình yêu. Không, gia đình em chấp nhận, em chỉ từ bỏ anh thôi. Ba má em chấp nhận mà. Anh không à, em lại phụ hoài cho anh như vậy. Không, em không phụ đâu anh, nhưng mà từ giờ bây giờ em rối quá rồi, anh đi giùm em đi. Ơi, làm như em bỏ anh cái anh trổ bóng luôn hay sao? Nãy giờ thấy những diện đối xử với bạn trai của em. Dạ, dạ. Anh thấy em yêu nghề thật sự. Dạ đúng rồi, em yêu nghề lắm. Nhưng em thủ đoạn quá. Với cương vị là một nhà quản lý chuyên nghiệp, anh không thể tiếp tục cộng tác với em được. Anh sẽ hủy bỏ live show của em. Anh hãy hủy là mình đền á, đền hai anh đứa. Anh sẽ kiếm một cô gái khác. Dạ không không. Anh sẽ đưa cô ta vào live show và thế chỗ em hoàn toàn được. Anh ạ. Thật lòng anh không biết gia cảnh em đâu. Gia cảnh em như thế nào? Em khổ lắm. Ba má em bị bệnh nặng. Em không có tiền chữa trị. Nên em phải dấn thân vào showbiz. Tại vì ngoài lòng khùng làm điên ra em không biết làm gì cả. Cho nên là nếu bây giờ anh không cho em làm nghề nữa thì tiền đâu em lo cho ba má em. Ba tiền má... đâu mà em ăn. Ba má... Tiền đâu mà em ở. Ba... Tiền đâu mà em xài. Ba... Tiền nó ở nơi đâu. Bây giờ em nói luôn đi. Em đừng để anh quyết định nữa. Không, là ý là em cần tiền á, cho nên anh cho em làm tiếp được không anh? Anh nghĩ là nơi phù hợp của em không phải là sân khấu mà là bệnh viện tâm thân. Trời ơi, tôi là một người bị tâm thần sao? Trời ơi, tôi bị điên rồi. Thì tôi làm cái gì cũng không ai trách tôi hết. Tôi làm cái gì cũng được hết. Bây giờ nè, tôi đánh người cũng được luôn. Tôi đánh người chơi. Nói thật với Puka là thế này này. Khi mà xem ấy thì mọi người đều cảm nhận cái độ dở hơi của em là có, cái độ điên của em là có, cái độ khùng của em là có. Và em vừa có một câu chốt mà anh thấy nó rất là tâm đắc, tức là em phải vào showbiz bởi vì ngoài làm khùng làm điên em không còn cách nào khác, không làm được gì khác nữa. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Cảm ơn Trấn Thành. Độ thử thách mà Trấn Thành dành cho Puka thì thật sự tôi nghĩ là nằm ở trong cái khả năng của cô ấy. Cái thứ nhất là về cái độ điên thì tôi nhìn thấy rồi. Chỉ có những cái mà tôi cho là em xử lý nhanh nè. Cái điểm đó gọi là cái điểm nhấn của em luôn á. Cái mà Quý nói là anh không chấp nhận, gia đình anh không chấp nhận. Rồi em nói là gia đình đó là gia đình của anh chứ không phải là gia đình em mày chấp nhận. Cái đó là cái mà em rất là nhanh. Và một cái nữa mà em chọc Trấn Thành mà em còn sợ đó, cho nên là anh với em cùng nhau hợp sức dập con Harry Won. Cho em hỏi cái, em không biết mà hai bạn này có cái thù gì với cả cái cô gái rất xinh đẹp là Harry Won mà hai bạn có vẻ là hợp tác với nhau dập mà nhiệt tình thế ạ? Hai đứa nó phá nhau chứ không phải là thù hằn gì hết, phá nhau vậy thôi. À chọc thế thôi gì ạ? Chủ yếu là chọc người này chứ không phải là chọc cô kia. À thế thì hiểu rồi. Cuối cùng á em cũng nói lên được một cái điều là cái tài năng là em không có gì hết ngoài cái khùng điên ra để em bước vào cái showbiz này. Còn có một số dùng những chiêu trò để bước vào showbiz, nhưng mà những cái đó thì nó thường thường là nó không bền. Còn riêng bản thân em thì anh thấy là em lấy cái khùng em để em bước vô showbiz là đúng á. Em quá khùng rồi. Chịu hết nổi em rồi đó. Cảm ơn Puka rất là nhiều. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Xin chúc mừng Puka. Xin cảm ơn Trấn Thành. Thưa quý vị và tất cả các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với căn phòng tiếp theo. Nhưng trước hết chúng ta hãy nghỉ giải lao trong ít phút. Vâng, người tiếp theo không ai khác đó chính là Minh Sù. Nhưng trước hết chúng ta cùng xem vị khách mời này đang chuẩn bị chương trình như thế nào. Mình là Minh Sù. Có thế nói là một ca sĩ, một MC. Thế nhưng là ngày hôm nay đến đây với một cái vai trò mới làm khách mời của Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Cảm giác rất là hoang mang, lo sợ. Để có thể đánh giá về bản thân mình, ứng biến với những cái tình huống thì Minh Sù nghĩ rằng là mình sẽ được 75% nhanh nhạy.
Còn 25% còn lại thì còn phải phụ thuộc vào thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Minh Xù có thể nói là một người rất là điên ở trong người, điên về cá tính. Bởi vì là làm nghệ thuật là phải điên điên một chút xíu quý vị ạ. Ngày hôm nay phải gặp đúng cái điện thì tôi mới có thể bung được cái điên này ra. Trong bốn cái ổ điện nào tôi cũng sợ hết trơn á. Trời ơi, ở nhà 220V là tôi đã muốn té ngửa rồi. Trên đây là chắc 880V quá. Hy vọng rằng sẽ vào được căn phòng của chị Hồng Đào. Bởi vì thực sự ra thì Minh Sùng và chị Hồng Đào cũng đã làm talk show với nhau một lần rồi, cũng đã chia sẻ rất là nhiều điều. Cái đó là cái điều thuận lợi đầu tiên. Cái duyên nó cũng rất là quan trọng. Cho nên là hy vọng rằng là mình sẽ thể hiện hết cái cá tính của mình ở trên sân khấu và cháy hết mình. Oh yes. Một tràng vỗ tay để đến với căn phòng số 2. Xin mời. Tôi gửi cho bạn cái này. Anh phóng khoáng quá, tặng em luôn túi thuốc. Bạn hãy sử dụng đạo cụ này một cách hợp lý để đạt được hiệu quả mà bạn mong muốn. Nào, hãy mở cửa. Mời bạn. Ơn trời con về rồi. Con trai vô đây mẹ. Con trai, vô đây, dạ, vô đây con. Con chào mẹ, dạ. Dạ. Con chào mẹ luôn. Dạ. Đưa cặp táp ra. Đưa cặp táp cho tôi. Trời ơi, con tôi để tôi cầm mà. Thì con tôi để tôi cầm chứ. Dạ thôi hai mẹ để con bỏ xuống từ, bỏ xuống luôn. Dạ. Nè, con đi làm về mệt lắm phải không? Dạ mệt, hôm nay mệt. Mẹ hôm nay công việc rất là nhiều thứ mà con tình hình sức khỏe cũng không có được tốt lắm. Bị gì, cảm cúm hay sao, hay nhức đầu sao vậy con? Dạ tối hôm qua thức khuya quá. Sáng nay dậy sớm. Tại vì đi làm nhiều quá con hoang mang. Nãy giờ mẹ nghe kêu con hai mẹ. Bây giờ con đón coi hai mẹ nè, ai mẹ vợ, ai mẹ ruột. Đừng có nói là quên nha. Sao mà con quên được? Con đoán đây là mẹ ruột có đúng không hả mẹ? Con mẹ mà sao đoán? Cái người nào mà đẹp nhất đó là người mẹ ruột của con. À, vậy thôi con lựa chọn bên này là mẹ của con. Dài. Sao mà đánh nó? Mẹ ruột đúng rồi còn gì nữa. Là cũng giật mình luôn vậy. Thôi. Mẹ lấy nước cho con nha. Mẹ tuy là mẹ vợ của con mà mẹ cưng con số mẫu, cưng hơn con gái ruột mà. Đợi mẹ lấy nước cho con uống. Trời ơi, cái gì vậy? Con là mẹ sẽ bánh da sẽ thịt mà đẻ con ra mà. Để mà lấy nước cho con uống, mẹ biết là con uống nước gì. Đây. Nè con à, đi làm về mệt lắm nha, uống miếng nước đường cho mẹ. Nước đường. Ê trời ơi, tại sao uống nước đường? Uống nước đường nè, vừa bị tiểu đường nè, mà vừa nó mập nữa. Con đi làm về mệt, khan tiếng, xúc miếng nước muối cho nó khỏe mạnh. Dạ, rồi, hai mẹ thân yêu của con. Dạ, thế thì con nghĩ là hai cái ly này nó đều hiệu nghiệm với con cả. Con đang bị đau họng cho nên là con sẽ xúc miếng nước muối cho mẹ ruột con vui lòng. Dạ. Dễ thương quá à. Sau đó thì con đi làm về con mệt cho nên là con uống miếng nước đường cho mẹ vợ vui lòng luôn. Mẹ luôn. Con ơi, nghe mẹ nói nè. Dạ mẹ. Mẹ là mẹ rất thương con, mẹ chỉ có một đứa con gái thôi mẹ gả cho con. Mẹ nghe nói là công việc của con á lúc này thăng tiến dữ lắm phải không? Dạ cũng hơi sơ mẹ. Dạ mẹ ơi, thật sự ra con nghĩ là mẹ con sinh con ra rồi sinh thành dưỡng dục con cho tới bây giờ có công ăn việc làm ổn định thì cũng một tay mẹ con hết. Thầy thấy chưa, thấy con tôi chưa? Dạ. Thấy con tôi dạy chưa? Nhưng mà gặp tình yêu của con là con gái của mẹ đó thì con có thêm động lực để có thể làm công việc tốt hơn. Rồi, ấy thôi, bây giờ mình ăn đi nha con. Dạ. Ăn cái gì? Ăn cái gì kể tôi, bà hỏi chị bà. Ủa mẹ, sao hôm nay có mẹ vợ qua nhà chơi nữa mẹ? Dạ đây là nhà mẹ vợ. Vậy sao hôm nay mẹ ở đây vậy? Hả, mẹ qua chơi. À dạ mẹ qua chơi. Có được không con? Dạ được, dạ được. Cháo gà nè, ăn đi, ăn cho khỏe. Mẹ, trời ơi, chị ơi, thằng nhỏ nó mới có đi làm về mệt, ăn cháo lỏng lè à đây nè. Đây, bún riêu ăn. Thôi thôi lắm. Mẹ ơi, bây giờ mình có luôn cái máng nào không để con ụp lại, con trộn chung, con ăn cùng lúc cho vừa lòng hai mẹ. Thôi bây giờ con làm ơn ăn cháo gà cho mẹ đi. Nè bây giờ nè, đó, hai tay con múc hai bên luôn nè. Thiệt, tôi không biết sao tôi chiều được hai bà mẹ tôi nữa. Ăn đi con. Lần đầu tiên con luôn á mẹ. Ăn đi con. Ăn đi con. Mẹ thương con không vậy? Mẹ rất thương con. Mẹ thương con mẹ. Mẹ thương con lắm đó. Thôi đây mẹ đút cho. Rớt. Đút giống như hồi nhỏ vậy đó con. Vâng. Mẹ. Bà ác vừa phải thôi. Ác cái gì? Bà phải để con nhỏ đút chứ. Bà mới ác á. Bà đem bà bỏ con như cháo vô nhỏ. Mẹ ơi, mẹ ác hơn này ly muối mẹ ơi. Con ăn cháo của mẹ. Rồi con cái mẹ. Sao mẹ ăn cháo?
Trời con mẹ đấy mà. Con muốn mẹ luôn. Không biết sao mà hai mẹ thương con dữ vậy. Lúc nào mà không thương con. Mẹ thương con như con ruột vậy đó. Nè bây giờ nghe mẹ nói nè. Đi làm lương bổng cái gì á thì nhớ là phải chia phần cho mẹ chút xíu nghe. Dạ con nhớ mà. Trời ơi lương bổng của nó mà tự nhiên chị cũng nhào vô vậy nó. Cái gì vậy trời. Trời trời trời, mẹ xui mà làm cái gì vậy hả? Ủa? Bây giờ sao con thấy chưa, con thấy chưa, trời ơi má vợ con chưa, tự nhiên đang nói chuyện của con tự nhiên xô mẹ làm sao nè, nhà phải... của tôi mà nãy giờ chị vô chị dành phần của tôi hết à, nó đã làm rể của tôi rồi chị phải để cho tôi lo chứ. Thôi mẹ bớt giận, tại vì chắc là mẹ con thương con quá thôi cho nên mới như vậy, nhưng mà con biết mà mẹ cũng thương con nữa. Dạ. Trời cái gì vậy? Giờ hai người té nãy giờ đỡ ai trước đây? Giờ hai người té là giờ đỡ ai? Dạ không không đỡ ai? Con té luôn. Chà. Bây giờ con thấy vậy con đỡ cái gì sao con té luôn vậy con? Tại vì hai mẹ làm khó con quá. Bây giờ là con phải té làm sao để mà con mất tích con luôn để cho hai mẹ vừa lòng. Rồi. Đây. Sao tự nhiên hôm nay hai mẹ lại tranh giành tình thương với con vậy? Thì lâu lâu mẹ mới lên mẹ thăm con thì mẹ cũng chăm sóc cho con thôi, còn con ở với má vợ con chăm sóc hàng ngày rồi cho nên bây giờ con phải ưu tiên cho mẹ chứ, mẹ ở đây có mấy ngày là mẹ về à. Tôi nói chị nghe này, chị rối quá, đây là nhà của tôi nha. Bây giờ thôi chị đi về giùm tôi đi. Đây là nhà của tôi, đi về giùm tôi đi con. Mẹ con thấy mẹ vợ con đuổi mẹ không? Về giùm tôi, mẹ đi thăm con mà mẹ con đuổi thì con phải xử làm sao chứ hả? Dạ thôi thôi bây giờ mẹ vô đây con. Mẹ hỏi nè, bây giờ con thương ai nhiều hơn con? Mà nói tiếng là con thương mẹ ruột con nhiều hơn. Mẹ bỏ nhà mẹ đi liền. Ủa nhà của bà bỏ nó chim giờ con mà nó tiếp mà con thương má vợ nhiều hơn là mẹ bỏ mà đi liền đi. Thì con thương mẹ ruột của con nhiều bằng mẹ vợ của con. Trời ơi, lại vô liền luôn vậy đó. Thôi mà con nói hai mẹ nghe nè, cái tình thương nó không có quan trọng bằng cái việc là con nói ra hay không, mà con làm hành động với mẹ đó mới là quan trọng. Nhỏ mồ hôi mồ kê ra vậy. Bây giờ thương phải không? Dạ. Bây giờ con cõng mẹ chạy vòng vòng đi. Không được, trời ơi con tôi sanh ra mà sao bắt cổng là sao vậy? Nó còn chưa cổng tôi sao cổng chị? Mình không cổng, mình khoác tay nhau. Mình khoác tay nhau, cho đều, gia đình mình hạnh phúc, mẹ nhé. Mẹ đã nói rồi, bây giờ tình thương của con phải dồn qua cho mẹ nhiều hơn. Thật sự ra bây giờ á, con cũng không biết làm sao cho hai mẹ vừa lòng hết trơn á. Nếu mà hai mẹ cứ tranh giành vậy thì ai sẽ là người thương con thật sự đây? Con quá vất vả chuyện công việc rồi, mà về nhà thì lại sự cạnh tranh về tình thương vậy nữa. Nhiều khi con cũng muốn cùng vợ dọn ra ngoài ở. Nhưng mà con nghĩ là còn mẹ ở đây, thôi hai mẹ thương con được không? Nha mẹ. Nha mẹ. Thôi anh ơi, bây giờ mới phát hiện đạo cụ rất thật. Có hoa quả từ nãy đến giờ mà không ai dùng cái gì luôn. Ly nước đường, nước muối thiệt luôn. Ly nước đường, nước muối thiệt luôn. Thôi anh nhận xét đi, em ở đây em hưởng thụ cái này. Đứng ngồi đi ăn đi. Em cảm ơn chị Hồng Đào và cảm ơn chị Phương Dung. Hai bà mẹ rất là thương con. Thương quá. Cái tình huống để cho Minh Xù xử lý thì nó có, nhưng mà nó hơi dài dòng. Có một cái mà Linh thích nhất ở trong cái tiểu phẩm này là cái xử lý của Minh Xù ở cái phần sau. Thật sự ra thì cái sự suy nghĩ của em nó cũng rất là nhạy, là khi mà hai vợ chồng muốn dọn ra ở riêng. Đó là cái cách tốt nhất. Để ở đây mẹ mình tới thì mẹ vợ lại đuổi. Hai người đều thương con cả. Ở đây chúng ta cảm thấy là cũng có một cái gì đó để cho mọi người suy ngẫm là trong cái tình cảm gia đình mẹ nào cũng thương con cả. Vì cái cuộc sống mưu sinh, vì cái công việc, con cái có thể không ở gần cha mẹ được. Tuy nhiên là mình vẫn cứ đòi hỏi là con mình nó phải quan tâm đến mình nhiều hơn. Thì cái sự quan tâm đó rõ ràng là trong cái cuộc sống như bản thân Linh cũng vậy. Nhiều khi đi làm về sáng đi rồi khuya mới về tới thì lúc đó cha mẹ ngủ rồi, mình vẫn không gặp mặt được. Rồi lại ba mẹ mình cũng trách, nói là nó đưa tôi về đây ở rồi nó cũng chẳng có quan tâm gì tới tôi, nó không hỏi thăm gì tới tôi. Các bà mẹ thì hay giận lẫy như thế. Hy vọng là qua cái tiểu phẩm này mọi người sẽ thông cảm hơn với cái công việc của con mình. Và những người con thì Linh nghĩ là lúc nào cũng nên nghĩ đến gia đình. Ít nhất là cũng phải gọi điện hỏi thăm hay là chăm sóc nó cận kề hơn một chút xíu để cho các mẹ vui. Thế thôi.
Và cảm ơn Minh Sù, cảm ơn chị Dung, cảm ơn chị Đào ạ. Thưa quý vị và các bạn, chia tay với tình huống hai bà mẹ liên tiếp giành giật tình thương của đứa con mình, bây giờ là lúc cực kỳ hợp lý để chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút, thưa quý vị. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Trên tay tôi là đạo cụ dành cho khách mời tiếp theo vào vòng số 3. Nhưng trước hết chúng ta cùng xem vị khách mời này đang chuẩn bị chương trình như thế nào. Mình là Nhan Phúc Vinh, công việc hiện tại là diễn viên. Bây giờ mới khai thiện bí mật là cách đây 2 năm khi mà mùa đầu tiên Ơn Giời Cậu Đây Rồi có mời Vinh. Nhưng mà thực sự lúc đó thì với cái kinh nghiệm mà diễn về mảng hài và tương tác với các nghệ sĩ hài trên sân khấu thì Vinh rất là sợ. Lên sân khấu thì sẽ bị các nghệ sĩ hài vùi dập bản thân mình. Mình không cách nào mình có thể chống cự lại được hết. Nhưng mà sau 2 năm mài dao luyện kiếm thì bây giờ Vinh đã cảm thấy tự tin hơn để có thể đối mặt với các nghệ sĩ hài. Một cái kỷ niệm mà Vinh rất là nhớ, quay một cái tiểu phẩm chung với chị Hồng Đào thì lúc đó có cả anh Trường Giang nữa. Vinh với anh Trường Giang thì vào cái vai là hai đứa trẻ tăng động, thì khi mà anh Trường Giang anh la lên cái Vinh cũng giật mình, nguyên một cái rổ đang trong tay của Vinh á, Vinh cũng tăng động, Vinh quăng luôn, tức là nó bay lên trời, cái nó rớt xuống chung này cái trán của chị Hồng Đào. Trời ơi, lúc đó Vinh đứng hình luôn. Mà đó là một kỷ niệm mà rất là buồn cười và xin lỗi chị Đào nhiều. Vị trưởng phòng còn lại thì anh Tự Long có vẻ là phải ca rất khó với Vinh. Vinh rất là ít khi mà làm việc với những nghệ sĩ ngoài Bắc, đặc biệt là Vinh không có nghe rõ được cái giọng, Vinh sợ là sẽ không hiểu họ nói cái gì. Có rất là nhiều cái kỹ thuật diễn hài, có thể là khóc người ta vẫn cười được, cười mình lố lên người ta cười được. Riêng Vinh thì Vinh tin chắc là với hai cái năng hài đó Vinh đều tệ hết và sẽ không khiến khán giả cười được đâu. Cứ cố gắng thôi, hy vọng là mọi người cười được. Và không ai khác, đó chính là Nhan Phúc Vinh. Chào anh Xuân Bắc. Chào công tử. Thường tôi hỏi những cái người bắt đầu đứng ở đây ấy là đoán xem mình vào vai gì. Sau khi mà cái bộ đồ cổ trang này lên á thì em nghĩ là em là một thư sinh nghèo. Nghèo nó không có nhiều hoa văn thế này đâu. Là tay nải hành lý của bạn. Thật đó anh? Đúng rồi, đây tôi tặng bạn luôn đấy. Thưa quý vị, chúng ta ngay bây giờ sẽ được cười, được vỗ tay thật sảng khoái với Nhan Phúc Vinh và cánh cửa số 3. Mời bạn mở cửa. Cẩn thận em ạ. Mở. Ngay cửa phòng đứa nào xây nguyên cái lỗ cho mày. Ai vậy? Ngươi là ai? Là tại ta sao đây? Lại tự tiện vào phòng riêng của ta? Không. Trời ơi, chúng ta có hẹn mà nàng quên sao? Ai tiện? Hả? Trời ơi, gặp người ta đang thay đồ mà nó nhào vô, nó coi như không có chuyện gì là sao vậy? Ủa nàng mặc đồ hết rồi mà. Hồi nãy người ta đang thay đồ như vậy mà. À, tại hạ hơi mạo phép. À, thôi, à, cô nương cứ thay đồ lại, tại hạ sẽ vào lại nha. Đứng yên đó. Chưa yêu ai hết. Tự nhiên bây giờ thủ tiết bao nhiêu năm nay đang thay đồ, Quỳnh giờ Quỳnh thấy hết rồi, Quỳnh phải chịu trách nhiệm đó. Cái gì vậy? Tại sao dám mạo phạm thân thể ta? Tự nhiên cái không, cái này ở dưới quê ta người ta gọi là tập mông. Quỳnh làm cái gì vậy? Mô phỏng lại động tác của nàng vừa làm thôi. Bây giờ phải có trách nhiệm với ta rồi đó. Tất nhiên rồi, chứ một người xinh đẹp như nàng ta phải có trách nhiệm thôi, đúng không? À dạ. Người đâu ở trên trời rớt xuống mà đẹp trai như vậy trời. Ta từ quê lên kinh ứng thí. Ủa, lên kinh ứng thí mắc gì lọt cho nhà tôi vậy? Chắc là định mệnh đã dẫn chúng ta đến với nhau. Chính như vậy mà chúng ta đừng nên bỏ qua cơ hội này. Nàng nhé. Từ rất lâu rồi đúng không? Con gái ơi, con chết gái chết của ta chết đâu? Bây giờ nàng có bụng đói rồi, trốn đi. Không sao đâu. Cái gì vậy? Ta trốn. Trời ơi, trốn chỗ đó được không? Được. Rồi trốn đi. Con gái ta đâu? Dạ cha ơi, con ở đây nè cha ơi. Con gái ta đâu? Ta không thể. Trong dốc. Con gái ta đâu? Dạ thưa cha. Làm cái gì giờ này chưa đi ngủ? Dạ.
Dạ cha ơi, tự nhiên con bị cảm lạnh quá, con ngủ không có được á cha. Bị cảm lạnh thì trùm mền vô cho nó ấm lên rồi đi ngủ. Con bây giờ cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Mà con vẫn còn ế. Cha kỳ quá, tại vì con có hiểu với cha, con muốn đi lấy chồng chứ bộ ế ơi nào. Thôi, tranh thủ ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi coi mắt nữa đó. Dạ. Ta giới thiệu lần này là 38 thằng rồi mà không thằng nào nó chịu. Cái gì vậy? Ôi dạ, dạ cái mình nó đè cái chân con đau quá cha ơi. Ngày mai đi qua bên huyện. Ai nữa cha? Isaac công tử. Chứ vậy? Gả con cho Isaac công tử. Thôi con không chịu đâu. Không chịu đâu. Dạ. Cướp dám vào nhà của ta sao? Dạ. Dạ không, con đi mướn. Chết mày rồi. Ở đây dắt đồ giùm. Đứng lại thằng ăn cướp. Đứng lại. Đứng lại thằng ăn cướp. Dạ thưa nhạc phụ tương lai. Cái gì? Mày bước ở đây cho ta. Mày là ai? À con rể. Con gái ta chưa một lần qua lại với đàn ông. Bữa nay một thằng đàn ông lọt vô phòng nó, nói là con rể tương lai. Thôi, cha phải nghe con giải thích. Thật... chuyện này không thể nào mà giải thích được hết. Gạo đã nấu thành cơm rồi. Hả? Thì chúng ta phải đến với nhau thôi nàng à. Trời ơi. Trời đất ơi. Mày nấu hồi nào nhanh dữ vậy? Là mới tức thiệt luôn á. Cha ta khó tính lắm, cha ta sẽ giết chết người đó. Nhạc phụ à, xin nhạc phụ đừng quá bất ngờ như vậy. Con nghĩ là với một người như con, khôi ngô tuấn tú, học hành tới nơi tới chốn, con là một trong những option xuất sắc nhất tại thời điểm hiện tại. Cho nên nếu như nhạc phụ mà rước được con về cái nhà này thì đó là phúc đức ba đời của cái nhà này rồi. Thằng điên nào vậy? Nó nói cái gì trong cái nhà này vậy? Ta nói cho người biết. Đêm hôm khuya khoắt, dạ, ngươi lẻn vào phòng nữ nhi, đúng như luật định là ngươi sẽ bị chém đầu. Hả? Chém đầu? Đúng vậy. Dạ, đây cha phải nghe con nói. Anh không có làm gì con hết, ngoài chuyện anh thấy con thay đồ thôi à cha. Trời ơi. Dạ. Bây giờ cái chuyện này mà bể ra là người ta cười cho thúi đầu tao. Dạ không có. Lúc con vừa bước vào cả cửa phòng này á, có cái tên khốn nào đào lỗ ngay cái cửa. Con té cái đùng xuống, con chưa kịp thấy gì hết là nàng kéo áo lên rồi. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Nếu đúng như vậy, sẽ gả cho nhà ngươi. Dạ. Nhưng ta nói cho người biết. Trời ơi, yeah. Con gái ta bị bệnh nan y. Không lẽ đời ta bị kịch vậy sao? Người lấy con gái ta, người sẽ bị lao dũng nó. Thôi được rồi, chuẩn bị đi, chiều cưới luôn. Thưa lão gia. Sao? Thực ra là tại hạ lên kinh ứng thí, khoa diễn xuất. Nãy giờ đó chỉ là một màn kịch mà tại hạ và thiếu nữ đây dựng lên. À, ngươi đem ta làm trò đùa cho ngươi hả? Dạ, cũng na ná đâu đó đó. Chết mẹ rồi. Ôi cha ơi, cha ơi, đừng chết. Cha ơi. Tại sao vậy? Dạ. Đường đường một người như ta mà cứ dám cho người đùa giỡn à? Hả? Lên kinh ứng thí, có ăn có học hả? Dạ. Thiệt hay là giả? Thiệt. Làm bài thơ tạo con gái ta nghe coi. Nếu ngươi làm không được, chứng tỏ ngươi là đùa giả. Nhìn nàng ăn mặc đỏ quét, ta biết ngay là tóc nàng có mùi chét. Tào lao. Ta đâu phải chó đâu. Tả cái gì đàng hoàng đi, đẹp đẽ đi. Nàng xinh xinh mắt lung linh. Ừ. Nhưng mà vẫn chưa có người tình. Ừ. Cho nên ta đã quyết định. Ừ. Ta sẽ hy sinh. Ừ. Là người tình của nàng. Trời. Mày nín nha. Mày thấy trai là mày vui hả? Thấy trai không vui chứ thấy gì vui á. Dạ đúng rồi cha. Mà trai đẹp nữa chứ. Im lặng coi. Thời buổi bây giờ đẹp không phải là tất cả, quan trọng là tài năng và đức độ. Ta nói cho người biết, cái tội mà xâm phạm nhà người ta, đột nhập nhà người ta có con gái, vậy thì tội này sẽ chu di tam tộc. Hả? Chu di tam tộc? Dạ, dạ. Hả? Ai đây? Ngươi có nhận ra người phụ nữ này không? Khoan, ông là ai mà vào đây nói ngông cuồng? Ông là ai? Ta chính là... ông bán chả. Ta chém, ta nghe, ta chém à. Ông ta là...
chính là nội quan của triều đình. Bái kiến công dinh. À là, bái kiến công công. Quỳ xuống, bị chặt đầu lắm. Ngươi có nhận ra người phụ nữ này không? À. Trời ơi, thì ra chàng đó có vợ à? Khốn nạn! Vậy mà dám dê dạng ta? Đâu phải. Chứ ai vậy? Du nuôi. Hỗn láo. Mẹ của mình mà ngươi cũng không nhận à? Công công cho nó biết vấn đề đi. Quan thượng đã ban chỉ hôn trạng nguyên nhan quốc chính, sánh duyên cùng với chí tài công chúa. Hả? Vậy mà bây giờ nửa đêm khuya khoắt ngươi lại dám bỡn cợt với khuê nữ dân gian. Tội này đáng tru di tam tục. Khoan! Ai? Ai là người đã chứng kiến trạng nguyên như ta đi bỡn cợt với một cô gái quê mùa như thế này chứ? Chàng nói cái gì vậy? Chàng đã ố dè ố dè với thiếp rồi, bây giờ chàng chối hả? Ố dè ố dè mà là bỡn cợt à? Ta kính là bẩm, nhân chứng sống nè. Kính bẩm công công, với những tên tiểu tử như thế này bây giờ phạm tội tru di tam tộc mà vẫn còn đứng nhỡn nhơ như thế này thì xin công công hãy tấu lên hoàng thượng hạ lệnh giết ngay tại chỗ. Con ơi, mẹ con không biết bao nhiêu tiền cho con ăn học, cho con thi thố đỗ đạt, rồi bây giờ con quỷ hôn với công chúa là sao vậy con? Để mẹ tự tử cho con vừa lòng, để mẹ tự tử. Má công dưỡng dục của mẹ bao nhiêu lâu làm sao con quên được chứ? Hôn lễ đó chỉ là một vở kịch mà thôi. Hạ thượng, kính bẩm công công, đã tới giờ phút này rồi, sống của mẹ mình mà tên tiểu tử này còn coi thường thì xin công công hãy tấu lên hoàng thượng. Bây giờ chàng khó xử quá phải không? Để tiếp chết cho rồi, để tiếp chết cho vừa lòng chàng. Để tôi chết cho vừa lòng chàng. Vậy? Trời ơi, tôi chết cho vừa lòng tụi bay. Lão gia, lão gia có cách đâu giúp tiểu tử không lão gia? Ta có cách rồi, các con cứ ở đây đi. Cha ơi, sao cha bỏ con vậy cha? Ta sẽ về bấm báo triều đình. Khoan! Lão gia! Cho ta theo với lão gia! Tiếp tay con mà! Lão gia! Lão gia! Trời ơi! Đợi ta chút xíu, ta đi tìm cái chuông. Ta đã thấy cái chuông rồi. Cha! Ủa, sao nó không kêu? Sao nó không có kêu? Cho phép tôi đặt tên của cái tiểu phẩm này, cả nhà cứu nhau. Chỉ có đúng giám khảo là lạnh lùng xem tiếp. Nhưng mà theo Trường Giang là vì sao? Anh Linh, anh chắc anh tính à? Ủa làm gì ta, để coi đợi tới phút cuối cùng nữa làm gì ta? Ừ, xin hỏi anh Hoài Linh là tâm lý của anh vừa rồi thế nào, hay là anh chưa thấy đủ mà anh chưa bấm chuông ạ? Phải, tôi muốn coi thử coi là nguyên gia đình này coi họ xử trí thế nào. Tại thật sự ra cái nào nó cũng không có rõ ràng vô cái nào hết. Lúc đó nó ồn ào quá cho nên là không biết là có phải là Vinh không có nghe rõ hay không. Chứ ngay từ đầu em đã tự quy định là em là sĩ tử đang lên kinh để ứng thí. Thì khi ông quan này vô đọc cái chiếu chỉ của vua là em đã là trạng nguyên mà được gả công chúa rồi. Thì hai cái này em có thể phản biện được. Em đang là sĩ tử, em không phải là trạng nguyên. Cái bên chủ nhân của cái phòng này á, thì thật sự ra là làm tôi cũng bị rối, chứ đừng có nói gì tới người chơi. Nó không có rõ ràng cái nào vô cái nào hết. Mới bắt đầu bước vô đó là ông trưởng phòng là ông Trường Giang. Ông kêu con ổng ế. Khi mà vua bắt tội thì ổng lại nói là con ổng là còn trẻ. Con trẻ mà ế gì, mười mấy tuổi ế cái gì. Còn đối riêng với Nhan Phúc Vinh là anh ấy cứ một mực lấy cô này. Thì anh chàng này rõ ràng là một cái anh chàng quân tử. Phần đầu em xử lý rất là có tình. Cái phần mẹ em vô thì tại vì nó bị rối cho nên là em chưa xử lý được triệt để. Cảm ơn Nhan Phúc Vinh, cảm ơn Trường Giang, Mỹ Dạ. À, bây giờ là lúc chúng ta cần phải thoát khỏi cái phòng này. Đúng không? Chúng ta cần phải thoát khỏi cái phòng này. Mọi người có đồng ý không ạ? Và thoát khỏi phòng này, chúng ta sẽ đến với phòng tiếp theo. Mình là Diệu Nhi, diễn viên trẻ đang trên đường phát triển sự nghiệp diễn viên của mình. Đây là không phải là mùa đầu tiên nữa. Thì nghe rục rịch là mọi người chuẩn bị quay mùa 3, mùa 2 Nhi cũng có coi luôn. Nếu mà không mời Nhi nữa thì chắc là Nhi sẽ tự đi xin để mà được tham gia chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Nhưng mà rất là may mắn
là Nhi đã được mời đến đây tham gia. Và ngày hôm nay Nhi cảm thấy rất là vui, tâm trạng rất là phấn khởi. Thú thật mà nói, Nhi bị rất là dễ cười. Chưa gì hết mà ngồi đây nãy giờ mà tự mắc cười rồi đó. Cho nên cũng không biết sao luôn. Khi đến với chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi thì mình không biết kịch bản, không biết trưởng phòng là ai, không biết mình sẽ vào vai nhân vật như thế nào. Giống như là khi mình Nhi đi tàu lượn siêu tốc, mình không biết là nó sẽ nghiêng bên nào, nó sẽ như thế nào, mình chỉ nhìn thôi. Cho nên ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra là Nhi sẽ chơi tới luôn. Nhi vào phòng nào cũng được, Nhi không quan trọng, tại vì trước sau gì cũng bể hả. Lý do vì sao gọi anh Xuân bắt chị Hồng Đào mà chú Tự Long, nói thú thật luôn là Nhi không biết tuổi của chị Hồng Đào, không biết tuổi của anh Xuân bắt, cho nên là thấy vẫn còn trẻ nên gọi bằng anh bằng chị. Còn chú Tự Long thì Nhi đã biết tuổi của chú rồi. Chú cũng 40 mấy tuổi, có gia đình và có 2 con. Ba Nhi ở nhà cũng cỡ đó. Cho nên bạn của ba Nhi thì Nhi phải kêu chú Tự Long bằng chú, chứ đâu thể nào kêu bạn của ba mình bằng anh được. Chỉ còn một vài phút nữa thôi là Diệu Nhi sẽ đi ra ngoài kia gặp anh Xuân Bắc chứ. Không biết là lúc đó có được đeo điện thoại để chụp hình chung với anh Xuân Bắc hay không. Tại vì coi TV thích anh Xuân Bắc dữ lắm. Ngày hôm nay giống như là Nhi là fan hâm mộ nhỏ bé. Là Nhi nghĩ là các chú và các chị, các anh sẽ đỡ Nhi rất là nhiều. Thưa quý vị, căn phòng số 4 đó chính là Diệu Nhi. Và chúng ta cũng chỉ còn trưởng phòng cuối cùng, đó chính là nghệ sĩ Tự Long. Và không biết nghệ sĩ Tự Long sẽ đưa ra những tình huống như thế nào cho Diệu Nhi, không biết là có vượt qua một cách an toàn hay không và đem lại tiếng cười cho tất cả chúng ta hay không. Một tràng vỗ tay cùng đến với căn phòng số 4. Xin mời. Khán giả đang cổ vũ nhiệt tình cho bạn. Bạn tự tin bao nhiêu phần trăm? Thật ra thì chuyện chưa xảy ra, em cũng không dám phỏng đoán là bao nhiêu phần trăm. À, tôi hiểu ý bạn rồi, tức là cỡ nào bạn cũng chơi hết đúng không? Dạ. Tức là chưa xảy ra thì chưa nói trước được điều gì cả. Dạ vâng. Vậy thì có lẽ là tất cả những lời nói của tôi đều là thừa. Dạ không. Tôi đang muốn nói với bạn là bạn phải cẩn thận. Bạn có thể mở cửa này ra, có những điều bất ngờ sẽ ập thẳng vào người bạn. Hoặc là cuộc đời nở hoa hay là cuộc sống bế tắc. Bạn muốn nở hoa hay bế tắc? Dạ em muốn nó bế tắc ạ. Tại vì bình thường cuộc đời em lúc nào nó cũng nở hoa. Dạ vâng, em thử muốn một lần thử bế tắc cảm giác khác này. Mà bế tắc thì nó có hai dạng. Một dạng là đây là từ ghép bế tắc là một nghĩa. Còn một loại nữa là bế lên thì mới tắc, còn để xuống thì nó thông. Mà với anh Tự Long mình rất có thể là ở cách hiểu thứ hai. Mời bạn mở cửa. Tôi không chịu trách nhiệm, mời bạn. Cảm ơn ạ. Thì chính vì lại thăm em là chị biết là nhà cửa em là trang trí là thâu xịt tông trắng, cho nên là chị là ráng là kiếm cái bộ đầm trắng để chị thăm em đó. Trời ơi em thích chị dễ sợ luôn á. Nhìn chị như là công chúa ngủ trong chuồng nha. Không, công chúa ngủ trong rừng. Dạ cảm ơn em. Dạ. Ê, chị nó nghe, nó nghe. Sao đẹp vậy là có bạn trai phải không? Thì đó, thì có bạn trai rồi. Chứ em nghĩ sao cỡ chị đó chứ. Xin lỗi em. Chị nói là chị có bạn trai thiệt hả chị? Em nghĩ sao vậy? Cỡ chị là không cần bắt hay là cái gì hết, người ta tự tới với chị. Dạ. Nhiều lắm dạ, em. Dạ chị yêu đương người ta say đắm không? Chứ sao cưng, người ta thương chị gần chết. Ganh dạ. Tị với chị đúng không? Dạ không, em tội nghiệp chồng chị thôi. Tại chồng chị ngồi đây nè. Dạ, ông nào muốn bệnh đây nè chị. Sao bây giờ em không hỏi chồng chị, em hỏi bạn trai gì không vậy? Dạ em hỏi thôi chị nó nghe nè. Rảnh hơn ở không làm gì bóp vò chơi đi. Ừ, nãy giờ chị nói giỡn đó. Vậy hả chị? Ừ. Dạ chị bóp giùm ảnh nha. Dạ. Đó mấy bữa nay ảnh teo dò dữ lắm rồi. Nhưng mà chồng chị là bị cái gì mà teo dò em hả? Dạ không, tại mấy ảnh bị nhưng mà ảnh teo dò xong rồi anh còn cái chỗ nào mà chỗ mà nó không bị teo á, anh còn chỗ nào không? Dạ tại vì ảnh là bệnh thực vật á. Dạ. À. Dạ. Chị bóp chân giùm ảnh nha, tại vì em đi lúc chút xíu em quay lại em coi nha. Em đi nghe chị lắm, em quay lại em kiểm tra bóp dò giùm ảnh nha. Ừ rồi. Chào em. Chào. Hôm nay bạn anh thế nào rồi? À, bạn anh dạ cũng thực vật như hôm qua anh này. Có ăn uống gì không? Dạ bệnh thực vật mà sao mà ăn được anh. Bình thường thì những bệnh nhân thực vật thì bác sĩ vẫn phải bơm
bằng sông để cho họ ăn, nếu không thì làm sao mà nuôi được. Thì ngoài cái chai nước biển này thì họ có một cái đường ở dưới trống lên. Họ truyền đấy hả? Dạ, họ truyền từ dưới lên. Cái mền này đắp lại cho nên không thấy ở dưới. Thường thì anh thấy họ truyền ăn sông là họ ăn từ trên mũi xuống, giờ họ lại truyền từ dưới lên. Tại vì từ trên miệng xuống dưới bụng thì hơi mất thời gian, hơi lâu chút xíu, cho nên phải ngược lên thì nó ngay cái bụng mình. Em này, anh là anh tên gì em? Sao em có thể nhanh quên như vậy? Dạ. Xuống đây đi. Dạ vâng. Cho anh ôm một cái nào. Anh là... Trời ơi, anh là bạn thân của chồng em. Anh tính hút em hả? Không. Ở đây làm gì có ai? Em đùa sao? Cho anh hôn mình. Chị ơi, chị. Em cứ bình tĩnh. Việc này đằng nào thì cũng đã xảy ra rồi, em không việc gì phải lo cả. Dạ đúng rồi. Yên tâm đi. Trong giây phút này em phải hết sức bình tĩnh. Mấy tháng nay anh biết là em rất vất vả và khổ sở chăm sóc bạn anh rồi. Anh ơi, cố gắng lên em. Dạ. Ngày cố gắng lên. Không biết em ăn cái chúng cái gì mà em bị té re anh ạ. Bác sĩ, em đang đứng nói chuyện với ảnh, cái nó quặn lên. Em cảm thấy chơi với nên ảnh chụp em lại, may quá. Không sao, tôi chỉ định an ủi cô ấy thôi mà. Bác sĩ kiểm tra luôn xem là cô ấy bị té re ở chỗ nào. Em chỉ rành về thực vật thôi, chứ còn động vật thì em không rành. Thông tin ít ra thì bạn cũng là làm về ngành y, bạn có thể khám lâm sàng cho cô ấy. Trời ơi, em thấy hai anh chị dễ thương quá trời luôn, thích lắm luôn nha. Em hâm mộ hai anh chị lắm. Này, tôi là bạn thân của chồng cô ấy, còn đây là vợ của bạn tôi. Em không có nghĩ anh chị gì đâu, em chỉ nghĩ là anh chị quá tốt, một người vợ quá chung thủy và một người bạn quá chân tình. Em ngưỡng mộ cái tình cảm đẹp đó. Dạ, còn bây giờ thì em vô em thông báo đây. Dạ. Em thông báo cho chị một tin vui, chồng chị bây giờ có nhiều cái biểu hiện rất là tốt. Em hy vọng là anh sẽ sớm thức dậy với chị. Sao? Dạ. Tốt hơn, mọi thứ tốt hơn. Dạ tốt. Có lẽ như vậy cũng tốt đấy. Chúc mừng chị, chúc mừng chị. Bây giờ là em đi luôn hay là sao? Đi nè, đi nè. Vậy nha, hâm mộ anh chị lắm á. Cho chị hỏi thăm ba má em nha. Dạ dạ. Bây giờ thế nào? Em việc chúng ta phải có cách giải quyết chứ. Anh nghĩ là thời gian dài như vậy là đã đủ rồi. Hồi đó anh nói với em, dạ, là thuê cái thằng xe máy nào ấy, nó tông một phát cho chết luôn đi. Tông không chết, nằm suốt thời gian ấy, biết đến bao giờ em mới là của anh. Thằng ấy nhát gan quá. Ôi, em tức quá. Em lúc em thuê em hỏi là em cần một người biết lái xe để mà tông chồng em. Rồi anh nghĩ sao vậy? Nó nói là nó có bằng rồi mà nó chạy xe hơi kiểu đó, chưa kịp trúng chồng em mà chồng em mà tự té rồi anh. Em hỏi là nó, mày có bằng lái xe rồi mà mày tông kiểu gì kỳ vậy? Nó có bằng lái xe hàng. Trời ơi, bằng lái xe Honda nó chưa có. Trời ơi, sao em không kiểm tra? Em có biết rằng là số tiền mà chúng ta định lấy từ chồng em nó nhiều như thế nào không? 15 tỷ đấy. Trước kia anh và em yêu nhau, anh đã nói rồi, vì số phận em phải lấy nó. Nhưng cuối cùng em vẫn phải là của anh. Chúng ta đã bản nhau rất kỹ, và mỗi một việc còn con như vậy mà em làm cũng không xong. Bây giờ em định liệu thế nào đây? Nó sống thực vật như thế này rồi, phải có cách giải quyết. Em định thế nào? Em nghĩ là bây giờ anh cũng không có biết cái gì đâu. Hai đứa mình cứ giấy tờ em chuyển qua tên em hết, rồi hai đứa mình bỏ trốn nha nha. Bỏ trốn? Dạ. Bỏ trốn cũng là một ý thật hay, nhưng mà người đời người ta sẽ chửi, người ta sẽ mỉa mai. Chồng em còn ở đấy, làm sao em có thể đi theo được anh, trong khi đó anh là bạn thân của nó. Thôi được, bây giờ thế này đi, anh sẽ rút ống thở của nó. Ê, khoan. Anh là bạn thân của ảnh mà anh nỡ rút ống thở của ảnh luôn á hả? Nhưng mà để tình trạng sống lâu như thế này, thứ nhất là bất lợi cho chúng ta, thứ hai làm khổ chúng ta, và bản thân cậu ấy cũng rất khổ. Để anh rút. Ê, khoan, nếu mà bây giờ anh thích rút như vậy, không mấy anh rút cái đường thông trước đi được không? Ông thở rút sao? Cái đường thông ở dưới á nha. Rút cái đường thông ở dưới? Dạ. Tức là mình làm cho nó tắc ở dưới, tắc ở dưới dẫn đến tình trạng tắc ở trên. Dạ đúng. Tức là nguyên tắc bình thông nhau, khi nó không thông được nhau thì tức là nó sẽ bị tắc. Và nó tắc như vậy, rất có thể nó sẽ chết. Quá độc. Không ngờ em có nhiều chiêu như vậy. Không cần anh phải nói, em đã suy nghĩ rất lâu. Anh à, em yêu anh lắm. Không. Dạ. Rút như vậy không ổn. Tại sao vậy anh? Như vậy vẫn phải mất thời gian, chưa kể cái việc tắc ấy mà vô hình chung mà nó tràn ra, người phải khổ phải chính là em. Đúng. Anh đã nghĩ ra rồi. Dạ. Anh sẽ tiêm một loại thuốc độc
vào trong ống truyền gì và nó sẽ chết từ từ. Anh ơi, khoan đã. Mặc dù em cũng muốn chồng em chết để mình đến với nhau để lấy gia tài của ảnh, nhưng mà làm như vậy thì có ác quá không anh? Không, trong tất cả những cái chết từ từ như vậy là cái chết nhân đạo. Anh sẽ làm. Ê, khoan đã, anh ơi. Không mấy bây giờ em với anh đi ra ngoài mình đi ăn với nhau xong cái mình đi đâu đó vòng vòng cái tâm trạng em vô phấn khởi này nè, giết người. Được. Giết người. Không. Giết người. Trời ơi, giết người mới như diễn kịch ấy à? Giết người. Em có biết là bây giờ mình rủ nhau đi ăn rồi mình lại rủ nhau đi nghỉ rồi mình lại rủ nhau. Anh nghĩ là việc này nó sẽ kéo dài ra, anh không chịu được. Đúng. Sao? Mình phải giết. Đúng. Mình phải giết. Em đã chờ đợi thời gian này lâu lắm rồi. Hay lắm. Bình tĩnh đi. Giết người mà. Đúng. Em giết chồng của em. Một người mà ngày xưa em đã yêu. Không. Ngủ chung. Người mà em sống thôi. Người em yêu là anh chứ. Có yêu anh. Giết anh đi. Em đừng làm anh sợ. Được. Anh sẽ làm theo ý của em. Không bằng thuốc độc, không rút oxy, anh sẽ lấy gối chẹn vào mũi nó cho nó tắc thở. Nào, giúp anh một tay, giữ chân nó đi. Khoan đã. Sao? Em sẽ giúp anh một tay, nhưng không phải là giữ chân của chồng em. Anh biết không, em sống với anh không hề hạnh phúc. Em muốn lấy cái này. Cái này là cái treo đầu giường mà. Em sẽ đập vô đầu của anh. Không. Bao nhiêu năm nay anh đối xử với em như thế nào? Nhưng mà em đập vào như thế này, người ta sẽ tìm ra thủ phạm. Vì sẽ có máu. Sao em không sợ? Không, nhưng anh mình sợ. Mình có tiền mình sẽ làm tất cả. Không, có nhiều cách để đưa con người ta vào cái chết. Tại sao em phải dùng cái cách mà anh cũng sợ như thế này? Anh không chọn cách của em. Em cũng sợ. Bỏ đi anh. Không, nhưng anh vẫn phải giết. Suốt bao nhiêu năm chúng ta là bạn của nhau, hãy thông cảm cho tôi. Tôi cũng không còn cách nào khác. Trước khi chết cậu cũng có quyền biết sự thật chứ. Người bạn đời của cậu trước đây là người yêu của tôi. Nhưng vì cậu quá nhiều tiền, tôi và cô ấy không có gì cả. Tình yêu tôi cũng mất. Nhưng lúc này cậu là cuộc sống thực vật rồi. Hãy nhường lại người phụ nữ mà tôi yêu. Hãy trả lại cho tôi. Và số tiền của cậu cũng sẽ là của chúng tôi. Hãy tha lỗi cho tôi. Nào, giúp anh một tay. Giữ chân. Giữ đằng dưới như kia. Em muốn nó chết bằng cách anh đè gối vào mặt, hay anh sẽ bóp cổ? Em thích bóp cổ. Sao em thích rùng rợn hơn anh nhỉ? Bóp cổ cũng là một trong những cách chết. Anh sẽ bóp cổ. Dạ. Em làm gì vậy? Này, em làm gì vậy? Anh chính là người tôi muốn bóp cổ ngay từ đầu. Không, phải bóp cổ người đây. Thả chồng tao ra, thả chồng tao ra. Cho diễn tiếp nhá. Vẫn còn nữa, hình như em thấy lúc ông chồng dậy bắt đầu tính kịch nó mới tăng cao này. Anh thấy như vậy là đủ rồi đó. Còn bây giờ nếu mà các cậu muốn diễn thêm á thì các cậu diễn tiếp đi. Còn tôi bao nhiêu đây thì tôi có thể nhận xét được rồi. Quý vị có muốn xem thêm không ạ? Diễn 3, đi. 2, 1, 1, 1 diễn. Tiếp tục. Anh sẽ phải giết nó. Cái gì thế này? Sao thế này?
anh đè cái chân tôi hơi đau đó. Này, cậu sống thực vật cơ mà. Anh đỡ anh vậy tê giò quá. Em biết rồi, em mới qua đây nè anh. Thôi đi, tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện. Lừa dối tôi để Hồng chiếm đoạt tài sản của tôi hả? Bạn, không phải lỗi tại tôi, chính là cô ấy. Tôi vẫn là bạn của bạn. Tôi không muốn, tôi vẫn là bạn tốt của bạn cơ mà. Anh bị mê hoặc bởi nhan sắc của vợ tôi thôi. Đúng. Em trả lời cho tôi biết đi. Tôi yêu em mà. Sao em đòi giết tôi vậy hả? Em không hề muốn giết anh. Lúc anh tỉnh dậy, anh không thấy là em đang ngăn cản anh ta hả? Em không hề, em thật lòng, em không hề muốn giết anh. Ai đòi tắt đường thông của tôi? Là bạn anh. Không phải tại tôi. Tôi có lỗ tai tôi nghe hết. Tôi nằm đây tôi nghe hết. Em chính biết. Em là người đòi tắt đường thông của tôi. Bạn, hãy tha lỗi cho tôi. Em nói đi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả? Em xin lỗi. Tại vì từ lúc anh bệnh á, anh nằm một chỗ, ngày nào em cũng tới đây, rồi em chăm sóc cho anh, em lo lắng cho anh. Nhưng mà một người phụ nữ, em còn trẻ mà đúng không anh? Em còn tương lai của em nữa đúng không anh? Em cũng nghĩ là em cũng bên anh là đủ rồi. Nhưng mà một thời gian sau em thấy không đủ. Em còn phải có những cái nhu cầu của mình nữa. Anh chu cấp cho em đầy đủ mà. Em cần tiền anh cho em tiền. Nhưng mà lúc anh bệnh, có những cái em cần mà anh không cho em được. Em... Bây giờ đem hết qua tất cả mọi chuyện, em trả lời cho anh biết đi. Em có yêu anh không? Lúc nào em cũng yêu anh hết. Chỉ vì một phút yếu lòng. Bạn của anh thì lúc nào cũng vô đây thăm anh. Cho nên lúc em bị sa ngã, nhưng mà ngày hôm nay em thật sự em thấy mình sai rồi. Anh ơi, em sai rồi đúng không anh? Em nghĩ là nếu như anh tha lỗi cho em, anh có thể cho em xin vợ chồng mình làm lại từ đầu được không anh? Chung mà trời, chung quá. Thật sự là suốt thời gian qua là anh nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh. Anh mới nhờ thằng bạn thân của anh nó đóng kịch. Tất cả chỉ là một màn kịch để thử em thôi. Chung quá. Bạn thật sự hạnh phúc. Bạn có một người vợ chung thủy. Tôi tin ở cô ấy. Chúc hai bạn hạnh phúc. Cảm ơn bạn hạnh phúc nhiều ghê. Ở trong ấy đang nói là Diệu Nhi tát thẳng vào mặt chồng mà thử kiểu đấy. Anh Hoài Linh, mời anh nhận xét. Cảm ơn Xuân Bắc đã cho tôi phát biểu ngay giờ này. Bởi vì bạn là bạn muốn cho diễn thêm đúng không? Trưởng phòng và phó phòng đã chuẩn bị và muốn đưa đến những cái tình huống mà bạn muốn tiếp tục xử. Còn lại cá nhân tôi, thưa quý vị và các bạn, khi xem đến cái đoạn mà cô vợ quyết định là bóc cổ anh bạn đến nước cuối cùng đấy, nếu tôi thì tôi cũng nhấn chuông vào lúc bấy giờ. Đúng. Thực sự em công nhận là anh Linh rất là chuẩn và em vẫn tôn trọng cái của anh, nhưng em muốn là để cho khán giả cũng như để anh xem là liệu cái kết của em như vậy có thỏa đáng hay không, bởi vì mỗi người có một cái kết khác nhau. Bây giờ thì Linh sẽ nhận xét cái phần sau trước, cái phần các bạn diễn thêm á. Thật sự ra thì cái phần kết của các bạn á là một cái kết rất có hậu. Nhưng cái hậu mà các bạn kết này á, nó sẽ rất bất nhẫn với cái cô gái này. Một người thương chồng này, một người chung thủy này, thì tại sao hai người bạn với nhau lại cấu kết để thử cô này? Và còn một điều nữa, nếu các bạn kết như vậy, tôi thấy nó không đẹp bằng khi tôi nhấn cái chuông kia. Là bởi vì sao? Cái này khi các bạn đã quy định một cái điều là mướn người để tông ông này, để cho ông trở thành người thực vật. Và hai người đã bàn kế với nhau là tại sao anh nói em mướn cái người có bằng để tông cho nó chết đi thế này thế nọ. Thì nếu như vậy á, thì cái kết này nó không có liên với lại cái phần đầu. Mà tôi thấy ngay chỗ Diệu Nhi bóp cổ người bạn là tôi thấy
rất là tốt. Mình nên ngừng ngay chỗ đó là hay nhất. Mặc dù là em ác một tí, tức là mặc dù là Tự Long ác một tí, nhưng nó hợp lý hơn và nó có cái tính nhân văn hơn. Xin lỗi anh Hoài Linh, nhưng quan điểm của tôi thế này, tôi xin phép được bày tỏ. Tôi rất đồng ý với anh Hoài Linh ở chỗ nếu như cô này xinh đẹp, đoan trang, hiền dịu, yêu chồng mà thử như thế này thì hơi ác với cô ấy. Nhưng mà tôi lại hoàn toàn đồng ý với phòng của anh Tự Long và Quý. Nếu như các bạn mà thấy cô ấy là một kẻ lăng loàn, độc ác và sẵn sàng làm mọi điều bất nhân bất nghĩa để giành được tiền bạc của ông chồng, tức là đồng ý để giết ông chồng cùng với người bạn để giết ông chồng, thì chúng ta lật lại thế này lại rất hay. À, hóa ra bây giờ cô mới lộ mặt thật của cô. Nhưng tôi nghĩ đến cái cảnh mà cô gái bóp cổ cái ông bạn kia, tôi nghĩ nó là cực kỳ trọn vẹn. Trọn vẹn về nội dung và hoàn chỉnh về hình thức. Và lúc này nó được hai thứ. Một là gì? Cái kết của chúng ta nó đưa con người ta hướng thiện, nó làm cho chúng ta sống đẹp hơn với nhau. Và một điều nữa mà chúng ta tìm được, đấy chính là Diệu Nhi xử lý tình huống rất hay, rất có hậu, rất nhân văn. Đúng, cái lúc mà Diệu Nhi đứng nha, lúc em đứng, Tự Long bắt đầu cầm cái gối, là anh đã chờ cái sự phản ứng của em là lao vào bóp cổ cái ông này rồi. Khi mà Tự Long vừa thò tay bóp cổ, em bóp cổ Tự Long một cái là anh quay qua bên này, anh nói liền đúng y như cái ý của anh nghĩ. Chứ còn bây giờ em nói nếu mà lấy luôn cái phần sau nha, là Diệu Nhi thoại là sai hết. Bởi vì sao? Tình cảm của hai người nói là phát xuất từ lâu rồi, nhưng em lại nói là ảnh vào ra thăm anh, lúc đó em mới có cảm tình với ảnh. Hai cái đó nó mâu thuẫn nhau lắm. Cho nên chi là tôi thích cái đoạn kia hơn, và tôi lấy cái đoạn của các bạn khi tôi bấm chuông. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn cái cách xử lý tình huống của Nhi. Khi mà em đưa tay em bóp cổ cái người tình của em, thì tất cả những cái gì mà em đối xử với chồng em, kể cả cái, những cái bàn tính rút dây, rút ống, rút này, rút nọ đó, anh gạt qua một bên hết. Chỉ có cái sự hối hận của cô này mới đền lại hết tất cả những tội lỗi của cô. Anh chỉ tiếc một cái điều này, nếu ví dụ như cho đi tiếp thì em cũng bóp cổ người tình của em và em đuổi thẳng ông ra khỏi phòng luôn. Và nói từ nay trở đi anh đừng bước tới đây nữa, tôi cần một cái người ở bên cạnh tôi, dù anh ấy là thực vật nhưng anh ấy thực sự có cái tình hơn anh. Em hối hận trở lại và em chăm sóc người chồng em, thì lúc đó nó sẽ đẹp hơn. Thế nó gọi là quá hậu đấy hả? Quá hậu, quá hậu. Xin cảm ơn những lời nhận xét của giám khảo Hoài Linh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với căn phòng cuối cùng, căn phòng số 5 của chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Nhưng trước hết chúng ta cùng đến gần hơn với vị giám khảo của chúng ta, nghệ sĩ Hoài Linh. Xin mời. Xin chào anh. Anh đánh giá thế nào về 4 tình huống vừa rồi mà các trưởng phòng đưa ra cho các khách mời của chúng ta? Thật sự tuần này Linh chưa có mãn nhãn lắm và chưa thấy đã lắm với những tình huống mà của các trưởng phòng đưa ra. Nhưng mà các bạn cũng tự xử lý tình huống và các bạn cũng đem lại được tiếng cười. Tức là đứng về phía nhập vai mà nói thì hôm nay chúng ta chưa thực sự có một buổi tối mà tất cả các khách mời nhập tròn vai của mình với những tình huống mà các trưởng phòng đưa ra. Họ có nhập vai, tuy nhiên là những cái thử thách của các trưởng phòng nó còn nhẹ nhàng, còn hơi bị rối, cho nên là Linh thấy nó chưa đã. Với cái khả năng của họ, Linh biết là họ có thể làm được nhiều hơn. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng và chờ đón ở căn phòng số 5. Nhưng trước hết, chúng ta hãy nghỉ giải lao trong ít phút. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Và bây giờ, vào giờ phút này, tôi nghĩ rằng quý vị hướng lên màn hình để quay trở lại với 4 khách mời trong chương trình hôm nay. Xin mời. Diệu Nhi, Puka, Nhan Phúc Vinh, Minh Sủ. Các bạn đã nhận được những đạo cụ của chúng tôi. Và bây giờ là lúc, thưa quý vị, chúng ta đến với căn phòng thứ 5. Qua căn phòng này, giám khảo Hoài Linh sẽ quyết định
ai sẽ nhận cúp của chương trình. Và quý vị hướng lên màn hình, hướng lên sân khấu, cổ vũ nhiệt tình cho căn phòng số 5. Xin mời. Hoàng tử và các công chúa đã đến rồi. Ta mời các ngươi ngồi. Ngày hôm nay là sinh nhật 100 tuổi của ta. Ngày xưa, cha của các ngươi có nhờ ta. Bây giờ, những người ấy đã quy tiền hết rồi. Ta mời thế hệ thứ hai tới. Ở đây có nàng tiên cá, công chúa tuyết, hoàng tử ếch. Còn một người mà khi ta viết thiệp mời, ta không biết ghi tên gì. Bởi vì hoàng tử lấy cô tắm, nhưng mà không có tên. Bao nhiêu người biết là hoàng tử lấy cô tắm mà không biết tên gì? Dạ, cứ gọi là hoàng tử là được rồi ạ. Thì bởi vậy, ta thắc mắc quá đi. Ngày hôm nay các ngươi tới đầy đủ, thiệt sự buổi tiệc thêm phần long trọng. Trên tay các ngươi có cầm quà để tặng cho ta đấy à? Dạ. Cảm ơn các ngươi đã nghĩ đến lão già này. Các ngươi tặng ta quà gì để mừng 100 tuổi của ta đây? Dạ thưa cha. Cha nào ở đây? Đừng kêu cha nội nha. Dạ thưa cha nuôi. Con cảm ơn quà muốn tặng cho cha. Sao giọng khàn dữ vậy? Dạ thưa cha, con là nàng tiên ca, ngày nào cũng ra vách đá luyện giọng, ngày nào cũng hát, bây giờ con tắt tiếng luôn rồi cha. Con nói bậy rồi. Người ta khan tiếng, người ta súc miệng bằng nước muối, ngày nào mày cũng ngáp nước muối, tại sao mày khan tiếng hả? Tặng ta cái gì đây con? Dạ, gái dạ thưa cha, một món quà mà cha rất thích, rất hợp với cha. Và con nghĩ cha sẽ rất xúc động khi thấy món quà này. Oh my khô. Dạ thưa cha. Khô cá sạc. Con thiệt là hiểu ý ta. Và đây cũng là đặc sản mà chỗ con ở. Cảm ơn con. Công chúa tiếc, con tặng ta cái gì? Dạ thưa ta. Thưa ta nào? Có thể cho con hỏi ta là ai không ạ? Ta là ai nó cũng không biết. Ta là ngươi đó. Nếu ngươi tự nói ta là ngươi, còn ta nói ta là ta. Ta là ngươi nói cho ta là ta. Tặng cái gì? Dạ ta tặng cho ta một cái món quà theo sở thích của ta. Tự giữ lấy luôn đi. Hoàng tử không có tên. Dạ thưa cha. Ngồi xuống. Dạ em ngồi đó em bị mất hình không được lên TV. Con thiệt là thông minh. Ngồi im đi, không thôi là hành cái con khô cá sặc ở trong kia lại tặng luôn cho cha già kính yêu. Thưa cha, đây là một món quà con đã chuẩn bị từ đường xá xa xôi lặn lội về đây. Không biết cha có thích không? Con tặng quà gì đây? Cha chuẩn bị ngạc nhiên nhé. 3, 2, 1, cướp à. Dạ, một dĩa cơm gà. Đây không phải là cơm gà mà gọi là cơm tấm. Ê, con đã lấy vợ con để con nấu để tặng ta đây hả? Cha ơi, cha có thích ăn cơm gà không hả cha? À, ta không thích ăn cơm gà, ta chỉ thích ăn cơm tấm thôi. Dạ, vậy là lỗi của con đã giết con tấm rồi. Cảm ơn con. Dạ. Dù gì cũng đây cũng là đặc sản của vợ con. Về chỗ. Dạ. Mà đặt lấy hình của tôi nữa. Hoàng tử ếch, con tặng ta món quà gì? Dạ thưa cha nuôi. Đứng lên cho để mất hình. Dạ. Lấn ta rồi. Dạ xin lỗi. Rút kinh nghiệm, cái nàng tiên cá bên kia tặng một đống khô cá sặc cho cha nuôi. Chắc chắn con sẽ không tặng một đống ếch cho cha nuôi đâu. Wow. Nhưng con không tặng con ếch còn sống, con tặng một con ếch đã làm rồi. Con ếch này trong 3 năm vừa qua, đúng cái món ếch nướng này, con đã luyện đi luyện lại 1000 lần. Tặng thiệt cho cha nuôi. Con biết sát sanh quá ha. Vì món quà cho ta có một con ếch thôi, mày giết tới 1000 con. Ta ơi, ta đến đây để tặng cho ta món quà mà ta không tặng được thì ta đi về ta rất là buồn. Ta làm ơn ta nhận giùm ta nha ta. Để ta tự mở. Dạ. Quà
Cây kem đúng là công chúa tiếc ha. Dạ. Cảm ơn các con đã đến và tặng quà cho ta. Như trong cổ tích, ta thường hay nghe là hoàng tử và công chúa hai người lấy nhau lúc nào cũng hạnh phúc. Vậy hôn nhân của các con như thế nào? Có thể nói cho ta nghe được không? Hoàng tử không tên. Dạ. Hôn nhân của hoàng tử và người vợ như thế nào? Thưa cha, con rất đau lòng cha. Con vẫn sống như vậy cha à. Cuối cùng không có vợ. Dạ, vẫn ế. Chúc con ế điều. Dạ. Còn con, dạ, cuộc sống hạnh phúc của con như thế nào? Dạ thưa cha, con và chồng của con sống với nhau rất hạnh phúc, đều quê, vui vẻ. Chỉ ngoại trừ cái chuyện lâu lâu anh đánh con tét cái vai thôi cha. Không bơi được. Tét cái vây. Mày kêu tét cái vai là cái này nè. Tao hỏi các con. Dạ. Dạ. Các hoàng tử và các công chúa không có làm lụng gì, vẫn có tiền ăn xài. Cho ta hỏi, nếu đất nước có biến loạn, các con không còn là hoàng tử, không còn là công chúa nữa, không học nghề nghiệp gì hết, thì các con lấy gì để sống đây? Nếu như đất nước lâm nguy, ta không làm được gì ra tiền, thì đối với con sẽ uống nước đá để sống. Dạ con chỉ sản xuất ra được đá tuyết thôi, con ăn cái đó con sống. Sao mày không biết mày bán? À, con sẽ bán đá bào. Giỏi. Dạ. Ngồi xuống đi. Dạ. Ông ếch. Dạ thưa cha, nếu như mà đất nước lâm nguy, với một người có thể trạng như con, chắc chắn con sẽ đi lính. Vì sao? Vì khi đi lính, trong đó sẽ có đồ ăn, cho nên con không cần phải làm gì, có tiền con vẫn có đồ ăn. Chung quy lại, ta muốn hỏi các con như vậy là để ta muốn nhắc nhở cho các con, dù các con có làm hoàng tử hay công chúa, chúng ta vẫn phải tự lực cánh sinh. Đừng có ỷ lại vào cha mẹ có tiền ăn xài phung phí, không giúp ích được gì cho xã hội. Lúc đó các con sẽ có lỗi nhiều lắm các con biết không? Thôi được, mời các con vào trong dự yến tiệc với ta. Ngày hôm nay ta rất mừng vì các con tới đây. Chúc các con lúc nào cũng sức khỏe và lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc nha. Dạ. Ồ, đôi giày hột quá hột. Thưa quý vị và tất cả các bạn, tôi tin là trước khi đến với căn phòng số 5 thì giám khảo Hoài Linh cũng đã có những suy nghĩ, những cách chấm điểm riêng của mình. Và phần nào đó đã lựa chọn ra được người xứng đáng nhận chiếc cúp. Và kết thúc căn phòng số 5 thì bây giờ là lúc anh đưa ra kết luận cuối cùng. Vâng, và kính thưa quý vị, thật sự là thêm căn phòng số 5 này chỉ để cho các bạn tập trung lại cho vui. Và để Linh gửi chiếc cúp này cho người xứng đáng nhất. Thật sự ra ngày hôm nay thì các bạn ai cũng xử lý được những tình huống. Và chiếc cúp này thì chỉ có một. Cái này tôi dành cho một người xử lý thông minh và khôn khéo nhất. Tôi xin dành cho Diệu Nhi. Ơn trời, Diệu Nhi đã nhận được. Và tôi cho rằng Diệu Nhi rất xứng đáng và giám khảo Hoài Linh chấm rất công tâm. Và tôi cũng tin rằng quý vị và các bạn ngay bây giờ sẽ cùng chúc mừng cho Diệu Nhi bằng một tràng vỗ tay thật lớn. Đồng thời thưa quý vị, tôi cũng tin rằng vào giờ phút này quý vị cũng đang dành những tràng vỗ tay cổ vũ cho ba vị khách mời còn lại, bởi vì họ cũng đã rất cố gắng và vượt qua phần thử thách của các trưởng phòng rất xuất sắc. Chúng ta vừa theo dõi chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Đừng bỏ lỡ cơ hội theo dõi chương trình vào hồi 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên VTV3. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.
Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.